Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Hi, thầy Minh Mialin xin chào tất cả các bạn và các em. Ngày hôm nay thì như thầy được biết thì có rất rất nhiều bạn sợ môn hóa và inbox cho thầy xem là có một cái cách nào đó để bạn ấy có thể mà chinh phục được cái phần khó nhất ở trong môn hóa đầu năm lớp 12. Đó là phần đồng phần. Thế thì đa số các bạn thì ngay từ muốn học giỏi hóa thì gặp ngay cái phần đồng phân là kinh rồi, là sợ rồi, đúng không? Thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em một cái phương pháp kinh điển nhất, đặc biệt nhất do thầy nghĩ ra và tìm được tất cả mọi loại đồng phân từ cuối lớp 11 cho đến toàn bộ đồng phân lớp 12. Các em thấy kinh khủng không? Và bao nhiêu bạn hóng cái phương pháp xịt sò này của thầy thì có thể chấm một cái để thầy biết được không? Ok, thế là mình chiến đấu trong cái buổi ngày hôm nay nhá. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em. Cái buổi này là một buổi live cực kỳ đặc biệt, một skill duy nhất để có thể tìm được mọi loại đồng phân. Anh em nào không chấm cái nhờ, anh em nào không chấm cái, chúng ta bắt đầu chiến đấu ok không ạ? Nào anh em thả chấm cái nào để thầy biết. Thế thì ở trong cái buổi học ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp tìm đồng phân 3 4 5 2 4 8 này là một cái phương pháp cực kỳ dị và chúng ta sẽ thuần thục nó từ đầu buổi đến cuối buổi. Thầy sẽ giúp chúng ta thuần thục nó để xác định đồng phân của axit carboxylic. À, cái này là cái anh cuối cùng của chương trình lớp 11 và cái anh đồng phân của este là anh đầu tiên chương trình lớp 12 và cái anh amin là cái anh mà hiện tại bây giờ các bạn học thì các bạn thấy khó. Đấy thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm cả bài trên. Nào, chiến đấu nhá. Bắt đầu chiến đấu được chưa? Anh em thả chấm cái nào ủng hộ thầy nào. Anh em thả chấm cái ủng hộ thầy nào. Chấm cái. Sẵn sàng. Ôi giời, ôi nhiều anh em thế. Hello, chào tất cả các bạn. Chiến đấu nhá. Đây các bạn nhìn này. Vậy việc đầu tiên mình nắm được phương pháp này là gì? Một cái chiêu đầu tiên để mình xử lý được cái phương pháp này đó là các bạn không cần phải nắm gì nhiều mà các bạn chỉ cần như này cho thầy thôi này. 3 4 5 2 4 8. Chỉ vậy thôi, các bạn chỉ cần nắm được như vậy cho thầy thôi là thành công bước 1 rồi. Chúng ta cùng xem nhé, chúng ta cùng xem là nó phương pháp này nó kỳ diệu như thế nào. Cái việc mà chứng minh nó thì để thầy lo, được không? Các em không cần phải lo. Đấy, như 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 chúng ta bảo đấy, học hóa không khó, khó có thể mình lo rồi. Nên các em không cần phải lo về việc chứng minh cái phương pháp này như thế nào nhá. Việc chứng minh phương pháp này của thầy. Và bây giờ chúng ta cần nắm cho thầy này. 3 4 5 2 4 8, một skill chinh phục khoa học cực kỳ kinh khủng. Đây, chúng ta nhìn nhá, thầy lấy ví dụ. Axit này gì? C4H8O2 hay gì? Đừng nào học 3 4 5 2 4 8 tô 4 luôn nhá. Axit bước 1 phải đưa về dạng axit. Nhìn nhá, thầy đưa về dạng axit này. COOH gạch ngang này. 4 này thì trừ đi một carbon còn là C3H7 và mình lấy cái anh này. Mình lấy cái anh này. Mình lấy cái anh này. C3H7 này. Vậy này, ở đây mình sẽ có này, các bạn nhìn kỹ này. Đọc nhá, đọc này. 3 4 5 2 4 8. 3 có mấy? 3 có 2. Tô 2 đồng phân. Xịn chưa? Anh em thấy xịn không? Anh em có thích phương pháp này không? Đấy, mình chỉ cần nhìn phát là ra luôn. Đấy chính là lý do mà tại sao tất cả các bạn học sinh học thầy đều đạt điểm cao môn hóa. Lý do rất đơn giản thôi. Đây là một trong số những cái phương pháp mà thủ khoa khối B năm vừa rồi, anh Bùi Đức anh ấy sở hữu được nó. Và anh ấy nhận định rằng đây là phương pháp độc đáo nhất của thầy. Và ngày hôm nay thầy dành tặng cho tất cả các bạn các em để chúng ta chinh phục được cái kỳ thi khó nhằn sắp tới. Mình các bạn khoan hãy tìm hiểu xem là tại sao như vậy mà mình làm đã, mình ứng dụng, mình làm ra đáp án, chọn đáp án đúng đã. Còn lại lý giải tại sao thầy đã có những cái video và thầy đã có những phương pháp và thầy sẽ up lên cho các em và thầy sẽ tặng các em sau. Ok, bây giờ câu số 2, các bạn cũng làm thử xem. Đầu tiên, để không sợ hóa, mình phải làm được đã.
Ok ông ạ. Nào, câu 2. Số đồng phân axit của C5H10O2, các bạn cùng cùng comment cho thầy xem nhá, xem là đáp án gì nhá. Anh em cùng comment cho thầy xem là đáp án gì. Anh em cùng comment đáp án đi. Xem đáp án gì ạ? Số đồng phân axit của C5H10O2 ạ. Úi dồi ôi. Bao nhiêu đồng phân axit của C5H10O2 ạ? Xịn chưa? Xịn chưa? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đồng phân axit của C5H10O2? Các bạn comment đáp án thầy con ạ. Ngày hôm nay đây là một phương pháp cực kỳ dị, cực kỳ kinh điển mà thầy dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Thấy không? Đấy, đấy, anh em làm rất kinh khủng này, đây này. Rất nhiều bạn chọn này. 2A này, ok. Xịn chưa? Các em thấy không? Xịn không? Cái việc học hóa ấy, mà các em thấy khó ấy, là đơn giản là bởi vì là các em chưa học thầy thôi. Thầy có rất nhiều skill để giúp cho chúng ta săn bằng môn hóa. Không phải lo lắng gì hết. Đã có thể mình lo. Câu số 2 các em nhìn nhá. Câu số 2 các em nhìn này. Các em nhìn kỹ câu số 2 này. Nhìn nó này. Đây gì anh này thì đưa về đây. Một nhóm COH. Nhìn kỹ nhá. Thế còn mấy? 5 trừ đi một carbon là còn 4. H9. Đọc này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có mấy? Đây thì ghi ra đây. Thầy ghi ra đây. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có mấy ạ? 4 có 4. Vậy mình chọn ngay đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Nếu các bạn thấy cái buổi học ngày hôm nay là một buổi học mà đã giúp cho bạn hết sợ đồng phân, thì hãy giúp thầy, hãy ủng hộ thầy bằng cách chia sẻ lại buổi học này và tag tất cả các bạn sợ đồng phân của các bạn vào đây. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và nếu mà các bạn muốn thầy tặng cho các em một file đáp án chi tiết để hôm nay thầy chữa và tặng thêm cho các bạn một đề luyện tập, và thầy đảm bảo rằng là khi mà là các bạn làm xong, các bạn sẽ thuần thục phương pháp này của thầy. Nếu bạn nào muốn nhận thì hãy click vào link quà tặng ở trên caption nhá. Đây này, ở trên caption thầy có cái link quà tặng đấy, các bạn click vào link này là các bạn sẽ nhận được cái bộ file đáp án chi tiết của đề hôm nay thầy chữa và một đề luyện tập đảm bảo làm xong các bạn sẽ thuần thục phương pháp này. Đừng rời đi đâu, đừng rời xa màn hình. Và bây giờ mới là thứ mà các em chờ đợi. Đó là thứ tìm đồng phân FE. Nhưng trước khi sang đồng phân FE, chinh phục nỗi đau đấy, thì chúng ta sang câu số 3. Số đồng phân axit, chinh phục nỗi đau này đã. Ôi dồi ôi, nỗi đau của bao nhiêu đời học sinh là đi viết đồng phân và thuộc công thức tìm đồng phân ạ. Và những cái công thức thầy cho ở bên trên này chỉ là để tham khảo thôi. Học sinh của thầy Minh không bao giờ phải học thuộc công thức. Chúng ta học hóa được cách khác, học hóa được cách bản chất và logic. Và từ cái cách đấy, chúng ta sẽ nắm gọn cái môn hóa ở trong lòng bàn tay. Với 10 năm, kinh nghiệm 10 năm luyện thi đại học của thầy, thì cái việc mà chinh phục đề thi với mức 9 cộng là một câu chuyện cực kỳ dễ dàng mà tất cả các bạn đều có thể làm được. Câu số 3 nào, anh em comment cho thầy đáp án câu số 3 nào. Câu số 3 đáp án gì? Nào đọc, cùng đọc với thầy nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy câu số 3 đáp án là gì? Câu số 3 đáp án là gì ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Cho thầy đáp án câu số 3. Úi dồi ôi, xịn chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Gì ạ? COOH. Đúng không? Vậy đây còn là gì? C5H11. Nào, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 5 có mấy? 5 có 8, trời ơi. Bao nhiêu bạn thấy tiếc rằng là chưa học thầy Minh từ hồi lớp 11, chưa biết đến thầy từ hồi lớp 11, giơ tay xem nào. Một phương pháp cực kỳ kinh dị. Nó giúp chúng ta san phẳng. Nhưng đấy là cái phương pháp này là thầy sâu cho chúng ta để chúng ta biết rằng là phương pháp này làm được với đồng phân axit của lớp 11. Thực ra phương pháp này của thầy còn làm được cả đồng phân của ancol, của anhydride, của ceton, nhưng thầy không nói cho buổi ngày hôm nay. Bởi vì buổi ngày hôm nay là thầy like cho các em để các em có thể chinh phục được chương trình hóa lớp 12. Về phần đầu tiên lớp 12, phần ST mà các bạn đang gặp phải đây này. Và đây chính là cái phương pháp mà thầy sử dụng để
cho tất cả các bạn học sinh của thầy chinh phục mọi loại đồng phân từ cuối năm lớp 11 cho đến toàn bộ phần hữu cơ lớp 12 là sử dụng một phương pháp thôi. Không phải nhiều phương pháp mà phương pháp cực kỳ dễ hiểu. Các bạn thấy không ạ? Đa số các bạn xem buổi học ngày hôm nay thì đều là các bạn mà không biết gì, đúng không? Các bạn sợ hóa. Và ở đây chú mình bán thuốc không sợ hóa. Ok, bây giờ sang phần ET nhá. Điều đặc biệt còn ở phía sau. Điều đặc biệt còn ở phía sau. Chinh phục xong ST, mình sẽ sang Amin. Mình xem mình làm Amin như nào. Nhưng bây giờ mình sẽ làm thằng ST đã. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã comment đáp án câu 3C ạ. Nào bạn nào hiểu bài thì comment cho thầy số 1 này. Anh em nào hiểu về cái anh acid comment cho thầy số 1 rồi mình bước sang thằng số 2. Anh em nào hiểu bài comment số 1 nhá, comment số 1 lại nhá. Và nếu các bạn mà muốn thầy tặng một file đáp án chi tiết đề hôm nay thầy chữa và tặng các bạn thêm một đề luyện tập thì các bạn click vào cái link ở caption của thầy nhá. Đây, một cái link caption nhỏ thôi nhưng mà sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ có một file đáp án chi tiết đề ngày hôm nay này, hướng dẫn như cái file mà thầy đăng like này. Và một cái đề luyện tập do chính tay thầy soạn, nó sẽ có là gồm 16 câu và có giải chi tiết ở phía dưới để cho những bạn nào không hiểu được cũng sẽ luyện tập thuần thục được cái phương pháp này. Được chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sang phần ET nhá. Đâu anh em cho tôi nhìn thấy những cánh tay anh em là anh em đã hiểu bài nào, để mình sang tiếp cái phần số 2 này, tìm đồng phân ST đơn chức no, một phần mà cực kỳ kinh khủng. Ô anh em mà ủng hộ thầy Minh thì xe tag anh em vào đây nhá. Nhìn nhá, ST này. Chú ý ST này. Mình bỏ qua lý thuyết đi, đọc lý thuyết lằng nhằng, xong vào làm luôn, thực chiến luôn. Cắn luôn. Đấy các bạn nhìn nhá. C4 là 82 đúng không? Các bạn đều học là C4 là ST có dạng. Đây thì vẽ ST có dạng cho các bạn nhìn. Các bạn nhìn kỹ nhá, xem một lần là làm được hết. R1 COO R2 đúng không? Các bạn nhìn được không? Không cần đọc cái phần bên trên, làm một cái này thôi là cũng xịn rồi. R1 COO R2 đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Norm này, bây giờ thấy set carbon này. R1 cộng R2 bằng mấy carbon? R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Các bạn nhìn xem này. R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Đây nhá, tổng có 4 nhá, bỏ một carbon đây nhá. Vậy R1 cộng R2 của chúng ta bằng 3. Bây giờ câu chuyện chúng ta quay trở lại thời trẻ thơ hồi cấp 1. 3 bằng tổng của những anh nào? À, 3 thì bằng gì ạ? 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1. Đúng không? Skill của chú mình 3, 4, 5, 2, 4, 8 3, 4, 5, 2, 4, 8 Ở 3 có mấy? 3 có 2. Ơ thế còn 0, 1, 2 thì có mấy? Ơ 0, 1, 2 thì ông Minh ông không nói. 0, 1, 2 thì có 1, 1, 1. Các bạn không phải lo sợ là tại sao mình phải công nhận điều này cả. Thầy có video để chứng minh phần này rồi, nên bạn không phải lo nhá. Học hóa không khó, khó đã có thể mình lo, yên tâm. Vậy ở đây mình chỉ cần auto. Trong cái buổi ngày hôm nay mình chỉ cần ứng dụng thực chiến thôi, để mình tự tin môn hóa, để mình hết sợ môn hóa. Ok ạ. Còn những cái chỗ đằng sau thì chứng minh hết rồi, thầy sẽ gửi video cho các bạn sau, ở bên trong cái link caption. Vậy mình sẽ có này. Không có mấy ạ? Không có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1. Bởi vì 3, 4, 5, 2, 4, 8. Câu chuyện các bạn chỉ cần nhớ vậy thôi. Với những bạn mà không cần, với những bạn mà nát hóa, mất gốc hóa chỉ cần nhớ thầy 0, 1, 2 chỉ có 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhắc đi nhắc lại cho thầy thật nhiều lần. Dưới cộng trên nhân nhé. Dưới cộng trên nhân, mình nhân cho thầy. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Xịn chưa anh em? Ờ thì thực ra thì nhiều bạn học cái này xong ấy, các bạn ấy bảo là không nhanh mà em dùng công thức. Ơ à, thế nhưng mà có cái công thức nào giúp em mà chỉ một công thức mà tìm được mọi loại đồng phân aldehyd, acid, ancol, este và cả amin không? Không như gì, đúng không? Bao nhiêu bạn học thuộc công thức và khi ngồi phòng thi bị quên công thức, lẫn lộn giữa công thức nọ đến với công thức kia, comment thầy xem nào. Ấn số 2. Thế đảm bảo là số lượng đấy cực kỳ đông. Chính vì vậy cái phương pháp này thầy đã nghiên cứu và giảng dạy nó cực kỳ lâu rồi. Và nó là một cái phương pháp
kinh điển trong số các phương pháp kinh điển của thầy dạy cho tất cả các bạn trong khóa học của thầy. Và ngày hôm nay thầy tặng các em phương pháp kinh điển của kinh điển trong buổi học ngày hôm nay, và ứng dụng thực chiến luôn để chúng ta hết sợ hóa với một niềm tin mãnh liệt, không bao giờ kinh môn hóa nữa. Ok không? Tiếp tục nha, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Anh em hiểu cái chỗ này chưa? Anh em hiểu chỗ này chưa? Sang tháng 5 thầy biết rằng là nhiều đứa chưa hiểu đâu. Nhưng mà chưa hiểu mà ra đáp án là xong rồi đúng không? Còn lại cái đoạn này này, cái đoạn này này, hiểu sau, mình làm bài tập được đã, rồi hiểu nó sau, giảng giải cái này thì hiểu sau, cứ ra đáp án. Câu 5, anh em dùng công thức comment thì đáp án. Câu 5 thì đáp án gì? Chấp anh em dùng công thức đấy, comment đấy. Anh em dùng công thức comment thì đáp án. Câu 5 đáp án gì? Xem à. Câu 5 ạ. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở? Thực ra nhá, cái buổi học này này thầy đã like rất nhiều dành cho tất cả các bạn và các em rồi, nhưng mà nhiều bạn không được tiếp cận tới, nên mới có cái tình trạng rằng là khi mà thầy lên trong tất cả các nhóm thì các bạn đều sợ ST, các bạn sợ hết gọi tên, sao các bạn sợ đến tìm đồng phân, có bạn viết hết tất cả các loại đồng phân ra rồi mà vẫn sai. Chính vì vậy nên ngày hôm nay thầy mới có buổi like ngày hôm nay để dành cho các em. Ok. Nào, câu số 5. Câu số 5. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân ST mạch hở? Nào, cùng làm thử nhá. Cùng làm nhá. C5 ST mạch hở. C5H10O2. Vậy mình có này. Dạng rất đơn giản, R1COOR2. Đúng không? Vậy mình có R1 cộng R2 bằng bao nhiêu các em? R1 cộng R2 bằng bao nhiêu ạ? Các bạn cùng comment đáp án. R1 cộng R2 bằng bao nhiêu ạ? Thầy đang cần một con số. R1 cộng R2 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Ôi dồi ôi, 5 bỏ đi 1 thì còn 4. Bây giờ cuộc chơi lại nằm trong tay chúng ta. Phân tích 4 thành tổng các số hạng, câu chuyện cực kỳ dễ dàng. Trẻ con làm được. 0 cộng 4 đúng không? 1 cộng 3 đúng không? 2 cộng 2 đúng không? 3 cộng 1 đúng không? Nhiều bạn hỏi tại sao lại không có 4 cộng 0? Tại vì ở cái điều kiện của ST tồn tại, các bạn có nhớ cái điều kiện ST tồn tại không? Là R2 phải lớn hơn bằng 1 carbon và R1 phải lớn hơn bằng 0 carbon. Bởi vì chính vì điều đó nên mình mới có 0 cộng. Và chính vì điều đó nên không có là 4 cộng 0. Ok chưa? Đấy thì giải thích nhỏ nhỏ cho các bạn thôi. Ok, vậy bây giờ mình có này. Mình lại đọc 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Thì phương pháp làm thấy bá đạo chưa? Bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Ngày hôm nay sau khi các bạn học tất cả các phương pháp tìm đồng phân ST khác, ngày hôm nay khi bạn gặp được phương pháp này, các bạn mới biết phương pháp nào là phương pháp bá đạo nhất trong việc tìm đồng phân ST. Tốc độ chính xác, đúng không? Tốc độ chính xác đã ăn rồi nhá, mà lại còn cực kỳ thông minh và tiết kiệm trí nhớ. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. À, bây giờ điền thôi, câu chuyện rất đơn giản. 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2, 4 có 4, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2, 4 cộng 2 cộng 1 bằng 9. Đây chính là nỗi đau của các bạn dùng công thức. Bởi vì đa số các bạn dùng công thức thì áp dụng công thức anh này có 8. Chắc là nhiều bạn đi thi đã bị sai câu này rồi. Còn với skill trung bình là 9. 9 là đáp án đúng. 9 là đáp án đúng các bạn ơi. Ok chưa? Anh em đã nắm được phương pháp này của thầy chưa? Anh em đã nhìn thấy skill kinh điển này chưa? Và tất cả các bạn học thầy á, thì các bạn đã nhẩm cái tìm đồng phân ở trong đầu luôn. Còn cái này là viết ra cho các em hiểu thôi, chứ nếu mà thầy nhẩm thì các bạn lú mất. Đây đã là phương pháp mà thầy hạn chế đến mức nhẩm nhanh thấp nhất rồi. Còn đa số các bạn học sinh của thầy thì các em chỉ cần làm xong cái file đáp án chi tiết và làm thêm một cái đề luyện tập thôi, thì các em có sở hữu được khả năng nhẩm nhanh cái đồng phân này trong đầu luôn. Ok, và các em click vào cái link ở ngay cái phần caption để các bạn nhận được cái đáp án giải chi tiết của đề ngày hôm nay và thêm đề luyện tập có giải chi tiết phía dưới. Đúng như phương pháp này của thầy. Câu số 6. Phần ST.
là phần được ưu tiên đặc biệt nhất, có 4 câu. Và chúng ta vẫn chưa dừng lại ở đấy, bởi vì món quà đặc biệt nhất là ở phía sau, đúng không? Người hạnh phúc nhất là người cuối cùng. Đó là phần Amin. Phần Amin các bạn chuẩn bị học đến, và chắc chắn các bạn cũng đã gặp rất khó khăn trong phần tìm được phần Amin rồi. Và ngày hôm nay thì phần Amin nó ở đây để thầy hướng dẫn các em chinh phục. Nhưng trước khi sang Amin, câu 6 đã. Câu 6 đáp án gì? Các bạn cùng comment đáp án có thể xem. Câu 6 ạ. Câu 6 nha, câu 6 nha, các bạn cùng comment đáp án. Câu 6 đáp án gì ạ? Một câu rất xịn luôn. Thầy nghĩ là nhiều bạn làm rồi. Nhiều bạn làm rồi. Nhưng nếu các em thấy phương pháp này hay, hãy giúp thầy chia sẻ phương pháp này đến với tất cả các bạn của em. Bởi vì hạnh phúc là sẻ chia, đúng không? Hãy cứu vớt những linh hồn sợ hóa. Câu số 6. Ồ, bây giờ này, các em nhìn nhá. Top 1 của sự sai lầm là không để ý đến đơn trước. Top 1 đấy ạ. Các bạn hay không để ý đến đơn trước lắm nên các bạn toang. Với anh C4H8O2 mà hỏi đồng phân đơn trước thì mình phải xét đến đồng phân axit và đồng phân ester. Và hãy nhìn skill của chúng mình chinh phục cái tìm câu đồng phân đơn trước này như thế nào nhá. Nhìn kỹ nhá. Axit hay ester thì đều có dạng là R1COOR2 hết, đúng không? Nếu là axit thì có phải là R1COH thì có nghĩa là R2 lớn bằng 0. Vậy bây giờ cả axit và este thì đều dạng là R1COR2. Ờ thì axit thì cái đuôi nó là 0. Tổng carbon của R1 cộng R2 bằng 4 trừ đi 1 ở đây thì còn 3. Axit thì nó là bằng 3 cộng 0, tại vì cái đít của nó là 0. RCOH mà, cái đít của nó bằng 0. RCOH đít là 0, 0 là không có carbon nào. Đấy chưa? Con este làm như bình thường, tổng bằng 3. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy, 3 có 2, 1 không có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1. Dưới cộng, trên thì nhân. 2 x 1 bằng 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng ở đây ta sẽ có 2 cộng 2 cộng 1 cộng 1 bằng 6 đồng phân đơn chức. Trong đó mình có thể đọc được là có 2 đồng phân axit và 4 đồng phân ester. Kinh điển chưa? Và không phải vì một lý do nào khác mà đây là một trong số những phương pháp mà sau khi anh thủ khoa Bùi Đức Anh học xong, anh ấy thừa nhận là đây là một trong số những phương pháp top 1 đặc biệt của thầy. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian cho học sinh và nó giúp cho tất cả các bạn học sinh bớt sợ môn hóa, mà có khéo còn yêu môn hóa luôn. Nào, câu số 7. Câu số 7 này nhiều bạn bảo là câu số 7 này 345248 của thầy không xử lý được. Và thầy chứng minh cái điều ngược lại cho các em. Phương pháp của thầy rất xịn, xử lý được hết, ke hết, chiến đấu hết, san băng tất cả mọi cái. Nào, anh em cùng comment cho thầy đáp án xem câu số 7 các bạn định chọn đáp án nào. Câu số 7 nhá. Câu số 7 các bạn chọn đáp án nào? Câu số 7. Xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa? Xịn chưa? Phương pháp này là một trong số những phương pháp cực kỳ kinh điển. Thế bây giờ mình nhìn nhé. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức bạch thở? Nhưng ở đây lại kèm thêm một cái điều kiện là tác dụng với AgNOO3 trong đó bạn sinh ra kết tủa bạc. Ôi dồi ôi, khó. Thế bây giờ muốn sinh ra kết tủa bạc thì anh este đồng phân đơn chức này, thì đồng phân đơn chức thì nó sẽ có axit và este. Nhưng mà axit và este mà muốn sinh ra kết tủa bạc thì khi và chỉ khi nó phải có dạng HCOOR phải. Thì axit là loại rồi. Bởi vì nếu axit là HCOOR phải thì chỉ có HCOH thì nó không phải là C5H10O2. Nếu loại axit. Vậy chúng ta chỉ còn, vậy bây giờ chúng ta chỉ còn gì? Đầu HCOO. Đầu HCO tương ứng với đầu này là 0, đúng không ạ? Vậy mình vẫn biến đổi R1 cộng R2 bằng mấy carbon các em? Bằng mấy?
năm này bỏ đi một carbon thì còn là 4. Đúng không? Đây bỏ một đây. Vậy mình sẽ có 4 bằng 0 cộng 4 1 được 1 cộng 3 không ạ? Không được. Đừng phang 1 cộng 3 vào đây, bởi vì để mà tráng bạc thì đầu nó bắt buộc phải cố định là số 0. Thế là xong chưa? 0 có 1, 4 có 4, 1 nhân 4 bằng 4. Chọn ngay đáp án 4. Các em thấy kinh điển chưa? Đây là một phương pháp cực kỳ hay, cực kỳ xịn mà thầy muốn gửi tới dành cho tất cả các bạn và các em. Đây là một phương pháp của thầy đã giúp cho tất cả các anh chị học thầy nhá, từ anh thủ khoa như anh Bùi Đức Anh. Các em nhìn thấy không? Đây là tin nhắn cảm ơn thầy của anh Bùi Đức Anh. Đây. Lúc vừa mới thi xong, anh Đức Anh báo với thầy là hóa em được 9,75 điểm. Rất là tiếc. Đấy. Đây là anh thủ khoa Bùi Đức Anh khối B năm nay. Và các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy. Và nhờ cái phương pháp này của thầy, để nhờ những bài giảng của thầy mà bạn lại được như hôm nay. Đây là với những học sinh top 1. Còn với những bạn mà dành cho thầy sự tin tưởng ngay từ đầu và học với thầy trong cả một khoảng thời gian dài như chị Dương Thị Hương Giang. Đây, học thầy trong 2 năm học. Đấy, mấy câu bài tập tính toán. Đây, bấm hệ phương trình nó ra âm. Đọc như này thì tưởng là điểm thấp, nhưng các em nhìn này. Em được 9 hóa. Học thầy 2 năm và được 9 hóa. Bạn Giang không phải là một bạn quá giỏi, nhưng mà đặt trọn niềm tin nơi thầy nên bạn được 9 hóa. Ok. Chưa dừng lại ở đấy, chúng ta còn một chị nữa. Đó là chị Bạc Hương Giang. Chị này mới kinh khủng này. Chị này là mới làm biết đến thầy ở một lúc cực kỳ sau, có nghĩa là lúc mà luyện đề chị mới biết đến thầy. Chứ bây giờ các em biết đến thầy là các em biết đến thầy là còn sớm nhé. Chị là trước khi thi 1 tháng chị biết đến thầy. Mà các em nhìn này. Đọc cái này thì tưởng là chị vốn dĩ học giỏi. Các em nhìn nhá, đây đây nhá. Hóa được có 8 rồi, có nghĩa là năm nay thi được 8 thôi. Là điểm mà tất cả mọi người đều 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 được. Nhưng các em đọc này. Bài đầu tiên chị vào lớp thầy, các em nhìn đâu, 18 trên 40, có nghĩa là được có bao nhiêu? 4,5 điểm. Từ 4,5 điểm bài kiểm tra mà lên 8 điểm đề thi Trung học Quốc gia trong vòng 1 tháng học thầy. Để các em tưởng tượng không ạ? Trong 1 tháng học thầy thì người ta học tiến bộ như vậy. Đơn giản tại sao? Tại vì thầy có những phương pháp skill bá đạo mà giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian học và bút tốc lên với tốc độ kinh khủng. Ví dụ như 345 248 vừa rồi. Đúng không ạ? Thôi chưa kể đến những cái câu mà thầy đoán được đề. Đây trong này có câu đoán đề, nhưng mà thôi, mình không chấp những câu đoán đề, vì phải đoán được đề thì mới có những điểm cao. Còn đây, đây là câu chuyện điển hình của ba đối tượng học sinh điển hình khi theo học thầy mình. Đỉnh cao có. Trung thành, đặt trọn niềm tin nơi thầy, đi với thầy ngay từ đầu có. Và biết đến thầy muộn nhưng vẫn cứu vớt được, bởi vì thầy là người chuyên cứu vớt những linh hồn nát hóa. Hàng năm thầy đã dạy hàng ngàn học sinh từ nát hóa lên 7 có, 8 có như chị Bà Cường Già này có. Còn những bạn mà đặt niềm tin cho thầy ngay từ đầu, ví dụ như bây giờ, thì thầy đảm bảo rằng cái việc mà 8 cộng 9 cộng là chuyện bình thường, bởi vì đó là cái phần mà kinh nghiệm trong 10 năm luyện thi của thầy. Nó nằm trong đầu với thầy hết rồi. Ok. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại. Đấy là một vài cái dẫn chứng để cho các bạn nhìn thấy rằng là cái phương pháp này của thầy nó kinh điển như này. Và top các phương pháp của thầy nó kinh điển. Và ngày hôm nay thầy tặng cho các em một cái phương pháp kinh dị như vậy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi trong buổi học ngày hôm nay. Và hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là một buổi học free mà thầy dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Nào, tiếp tục ạ. Nốt cái amin thì mới kinh. Cái amin này mới kinh ạ. Anh em muốn làm amin không? Anh em muốn chinh phục amin không? Chui vào đây, ông Minh ông chinh phục cho. Bao nhiêu bạn muốn sở hữu skill 345 248 chinh phục cho amin chấm một cái. Và các bạn vui lòng click vào link ở phần caption để nhận được file đáp án chi tiết để ngày hôm nay. Đúng không? Và một đề luyện tập để thuần thục phương pháp này của thầy trong cái buổi học ngày hôm nay. Ok không? À, các em có thấy phương pháp này xịn không ạ?
Nếu mà các em cần thì thầy sẽ tặng các em thêm một buổi nữa để like cho các em một đề thi giữa kỳ, để cho các bạn biết được rằng là phương pháp này ứng dụng trong đề thi giữa kỳ nó kinh điển như thế nào. Bao nhiêu anh em muốn thêm một buổi like nữa về buổi like giữa kỳ, chấm ở đây cái nhỉ. Thôi bây giờ quay trở lại đây đã. Amin như thế nào? Cái phần trăm lượng câu hỏi nhiều nhất trong đề thi giữa kỳ của chúng ta đó là về phần ST, về phần Amin. Thế bây giờ Amin như thế nào? Đây Amin đây, nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. C3 9N. Chắc chắn các bạn sẽ biết amin có đồng phân amin bậc 1, amin bậc 2 và amin bậc 3, và với skill 3 4 5 hủy diệt mọi bậc. Chúng ta cùng xem nhé. Tư duy này đơn giản thôi. Bậc 1 là một số hạng. Ở đây có 3 carbon, vậy bậc 1 là 3. Bậc 2 là hai số hạng. Đây thầy vẽ tại sao bậc 1 lại là một số hạng? Tại vì đây thầy phải vẽ cho để cho các bạn nhìn, để các bạn tưởng tượng ra, không bạn lại nghĩ là thầy ảo. Đây mình có. Đây bậc 1 đây. Bậc 1 nhá, bậc 1 có dạng là R1 NH2. Đúng không? Thì có phải R1 này nó sẽ có 3 carbon không? Đây 3. 3 4 5 2 4 8 3 có mấy? 3 có mấy ạ? 3 có mấy? 3 có 2. Vậy C3 9N có hai đồng phân amin bậc 1. Ngon lành cách nào không? Xịn xò không? Bậc 2 nhá, bậc 2 có dạng này. Các bạn nhìn kỹ này. R1 NH R2. Vậy ở đây mình sẽ có R1 cộng R2 bằng 3. R1 cộng R2 bằng 3, và điều kiện của bọn amin này nó phải lớn hơn bằng 1. Lớn hơn bằng 1. Lớn hơn bằng 1, đúng không ạ? Vậy 3 thì nó bằng tổng gì? 1 cộng 2. Và câu chuyện quá đơn giản chúng ta rồi. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1, 1, 1 nhân 1 bằng 1. 1 đồng phân amin bậc 2. Xịn xò chưa? Xịn xò chưa? Bậc 3 nhá, anh em cùng nhìn nhá. Bậc 3 nhá. R1, N, R2, R3. Vậy mình sẽ có R1 cộng R2 cộng R3 bằng 3, và điều kiện tất cả R này phải lớn bằng 1. Vậy ở đây mình sẽ có là 1 cộng 1 cộng 1. Mà 3 4 5 2 4 8 0 1 2 chỉ có 1, và anh này cũng 1 1 1 nhân nhân bằng 1. 1 đồng phân amin bậc 3. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Và đây, cái phương pháp tìm đồng phân amin này thầy chưa từng share lên đâu bao giờ. Và vì vậy nên những bạn mà theo dõi buổi live ngày hôm nay là những bạn đặc biệt nhất được thầy tặng trực tiếp cho cái skill 345248 chinh phục đồng phân amin. Một trong số những skill tốt của thầy đã có anh thủ khoa trong kỳ thi vừa rồi. Các bạn thấy chưa? Đây là lý do mà tại sao tất cả các học sinh của thầy học đều yêu quý 345248. Ok, anh em hiểu chưa? Các bạn hiểu không ạ? Nếu các bạn hiểu thì chấm một cái để thầy biết. Nếu các bạn hiểu thì chấm một cái để thầy biết với ạ. Nào, chấm một cái ủng hộ thầy nào. Anh em chia sẻ lại buổi live ngày hôm nay để ủng hộ thầy nhá. Nào. Câu số 9 ạ. Anh em cùng làm thử câu số 9 xem. Câu số 9 đáp án gì? Anh em cùng làm thử xem. Câu số 9 ạ. Các bạn thấy không? Thủ khoa cũng theo học thầy, nát cũng học thầy, tin tưởng thầy cũng học thầy. Ok. Nào, câu số 9, anh em cùng comment đáp án câu số 9 nào. Bây giờ thầy sẽ giúp cho chúng ta bứt tốc hơn. Khi mà một câu hỏi hỏi là có số đồng phân ứng với công thức này, khi đề bài hỏi là số đồng phân ứng với công thức này, thì câu chuyện chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên tư duy trong đầu: bậc 1, một số hạng 4. Cứ làm theo đây thôi. Bậc 2, hai số hạng. Vậy tổng bằng 4. 1 cộng 3, 2 cộng 2. Bậc 3, 3 số hạng. Tổng vẫn bằng 4. 1 cộng 1 cộng 2. Giờ đọc một câu chuyện rất đơn giản thôi. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có mấy?
4 có 4. 0 1 2 thì chỉ có 1. 1 1 1 1 1 1 3 có mấy? 3 có 2. 4 có 4 này, 4 đồng phân bậc 1 này. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 nhân 1 bằng 1. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 1 bằng mấy hả anh em? 4 cộng 2 cộng 1 bằng mấy? 6 cộng 1 cộng 1 bằng 8. Đáp án đúng là đáp án 8. Kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Vâng. Bao nhiêu bạn thấy đây là một phương pháp cực kỳ xịn thì có vẻ vui lòng chấm cái. Với kinh nghiệm hơn 10 năm luyện thi đại học của thầy thì thầy nghĩ ra và thầy sáng tạo ra rất nhiều phương pháp để giúp cho tất cả các bạn học sinh sợ hết sợ môn hóa. Và các bạn yên tâm đi, các bạn chỉ cần tin tưởng thôi và bạn thực hiện theo những gì mà thầy hướng dẫn thì câu chuyện các bạn học giỏi hóa hay là hết sợ môn hóa nó là chỉ là ngày 1, ngày 2 thôi. Và đây câu số 10, boss của buổi học ngày hôm nay. Boss của buổi học ngày hôm nay. Ok, anh em cùng thử làm xem ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ? Và không quên nhá, để nắm được chọn cái phương pháp này thì các bạn nhớ là học xong buổi học ngày hôm nay chúng ta phải luyện tập. Chúng ta luyện tập bằng cách click vào cái link ở trong phần comment, caption ở phần comment để nhận được cái tài liệu giải chi tiết của buổi học ngày hôm nay và một cái tài liệu luyện tập cho cái phương pháp buổi ngày hôm nay kèm giải chi tiết mà thầy đã tự tay soạn ra dành cho tất cả các bạn và các em để có thể nắm chọn là cái phương pháp này. Và các bạn nhớ click nút chuông, không quên đặt xem trước để chuẩn bị cho một buổi live stream skill giải nhanh đề giữa học kỳ do chính thầy và sử dụng các skill độc của thầy để dành cho các em một món quà đặc biệt để búp điểm số học kỳ giữa học kỳ. Ok ạ, câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ? Các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. Câu số 10 đáp án gì ạ? Các anh em thấy là các bạn thấy là cái skill này kinh điển không? Kinh dị chưa? Các bạn thấy skill này kinh dị chưa? Một trong số những skill kinh dị top 1. Nào 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 nào, đâu rồi, đâu rồi? Đáp án gì với câu số 10 ạ? Đáp án gì với câu số 10 cho buổi tối ngày hôm nay? Câu số 10. Câu số 10 ạ. Câu số 10 nào. À, cho biết số đồng phân amin của C5H13N. Làm xong cái này là hết sợ luôn. Làm xong cái này là hết sợ luôn. Tư duy nào, cùng tư duy như thế nào. Tổng là 5 đúng không? Bậc 1, đầu tiên bậc 1, bậc 2, bậc 3. Bậc 1. Bậc 1. Bậc 1 là một số hạng 5. Đúng không ạ? Hãy tách tất cả những bạn sợ hóa của các em vào đây trước khi mọi sự quá muộn. Hãy làm cho chúng nó hiểu là môn hóa cực kỳ dễ. Môn hóa không khó, khó có thể mình lọ rồi. Bậc 1 nhé, quay trở lại bậc 1, 5. Bậc 2, 2 số hạng, bậc 2, 2 số hạng. 5 phân tích thành 2 số hạng. 1 cộng 4. 1 cộng 4. 2 cộng 3. Đúng không ạ? Bậc 3, bậc 3 phân tích thành mấy số hạng? 3 số hạng. 1 cộng 1 cộng 3. 1 cộng 2 cộng 2. Bây giờ câu chuyện đơn giản chưa? 3 4 5 2 4 8 0 1 2 thì chỉ có 1. Ở 5 có 8. 1 1 1 1 1 1 1 3 có 2. 4 có 4, câu chuyện dễ như là đi chơi. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 x 2, dễ như là ăn chuối luôn. Nhân 1. 8 cộng 4 cộng 2 cộng 1. Đây là 8 à. 8 8 16 16 cộng 1. 17 đồng phân ạ. À. Trời ơi, 17 đồng phân mà đi viết ra thì tôi toang. Nhưng thầy tin chắc rằng vẫn còn rất rất nhiều bạn bây giờ vẫn đi viết đồng phân này. Ok, các bạn đã nhìn thấy chưa? Đây là một trong những phương pháp, đây là một trong những skill kinh điển nhất của thầy mà chính thầy dành tặng cho tất cả các bạn và các em trong cái buổi học ngày hôm nay.